Những ngày tháng 12 này, không gian văn hóa Lục Bộ tại phường Thuận Thành, thành phố Huế đang thu hút du khách trở lại. Theo đó, khu nhà này nằm trong không gian Lục Bộ, vốn là sáu bộ cai quản việc nước của triều Nguyễn xưa. Dưới thời vua Thành Thái, đây là nơi làm việc của Thượng thư Bộ Học và văn phòng của Phủ Chính Đại Thần. Chính vì gắn liền với lịch sử giáo dục quốc gia nên không gian văn hóa Lục Bộ được hình thành nhằm giúp du khách tìm hiểu về những nét đẹp trong văn hóa và nghệ thuật dân gian xứ Huế. Tại khu trưng bày và giới thiệu, du khách sẽ được chiêm ngưỡng và tìm hiểu về các hoạt động đặc biệt như trình diễn ngựa trà, giới thiệu trình diễn cách pha chế và thưởng thức một số sản phẩm trà đã được nghiên cứu tỉ mỉ, bài bản dựa trên những tư liệu quý hiếm của Thái Y Viện Triều Nguyễn để lại, hoặc giới thiệu một số ngự phẩm có nguồn gốc từ cung đình Triều Nguyễn. Tại đây cũng sẽ trưng bày một số sản phẩm thủ công truyền thống Huế như nón lá, bánh Huế, đồ đan lát và cả không gian sân chơi, chim cảnh. Đặc biệt, du khách còn có thể tham gia một số hoạt động du lịch trải nghiệm, tự tay làm một số sản phẩm đã trở thành thương hiệu của xứ Huế như chầm nón bài thơ, làm hoa giấy thanh tiên, làm bánh ngũ sắc Huế hay thực hiện ướp trà sen.